Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Telegram. Đó là hướng dẫn cho các bạn cách chặn người khác thêm vào nhóm trên Telegram nha. Thì việc bị add vào nhóm Telegram khiến bạn rất khó chịu khi không hề quen biết những người trong nhóm chat đó hoặc không có cùng chủ đề nói chuyện. Thì vì vậy bạn nên kiểm soát ai có thể thêm bạn vào nhóm Telegram để tránh trường hợp thêm vào các nhóm chat linh tinh nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng Telegram trên điện thoại lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào một setting ở phía dưới cùng bên phải màn hình điện thoại đó, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn lướt xuống và chọn vào chỗ mà phần biểu tượng hình ổ khóa đó là biểu tượng Privacy and Security nha. Các bạn chọn vào Privacy and Security. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào Group and Channel nha. Thì các bạn chọn vào nha. Lúc này tại mục Who Can Add Me thì các bạn hãy chọn vào My Contact để chỉ những người có trong danh bạ Telegram của bạn thì mới có thể add bạn vào những nhóm Telegram nha. Thì các bạn chọn vào My Contact thì như vậy là người lạ sẽ không thể thêm bạn vào nhóm trên Telegram rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.